Trường Tác Khứ Niên Hoa trân trọng giới thiệu quyển 2 Quỷ Thù Già Mã Linh. Thì Gia xin chào mọi người, Gia rất vui được quay trở lại mọi người cho tập 38. Thì như Giao đã chia sẻ trong tuần trước đó, Giao sẽ trích trong tập 38 ba đoạn vị thăm cuối cùng của quyển 2. Nó sẽ là cái cầu nối giữa quyển 2 và quyển 3 sau này, và cho mọi người nhìn thấy được rằng là cái kết của quyển 2 là sự về già của đôi vợ chồng Đoàn Cận và Lê Cảnh, cũng như rằng là những cái nhân vật mà chúng ta theo dõi suốt bộ truyện như thế nào, và qua quyển 3 thì sẽ xuất hiện những nhân vật chủ chốt nào nha. Và sau đó nữa thì Gia cũng xin được bật mí là theo yêu cầu và cũng theo ý đúng muốn của ban biên tập thì Giao sẽ đi vào trước khi mình bước vào quyển 3 đó, thì chúng ta sẽ bước vào quyển Thoại Văn 1 mang cái tựa đề là Vô Sư Kỳ Truyện. Nó sẽ nói cuộc đời kỹ hơn, sâu hơn, và có rất là nhiều tình tiết mà chúng ta không thể nào chia sẻ được trong quyển 2, vì mọi người biết rằng quyển 2 nó vẫn một quyển chính văn thuộc về câu chuyện nói về Hằng Mai, Hạ Kỳ và nhân vật thân nữ của Thường Hy đó. Thì Hằng Mai chính là vị được hồi chuyển thế ở thời hiện tại của Thường Hy, cho nên rằng chúng ta sẽ không có nhiều không gian để mà nói kỹ hơn cuộc đời của Đoàn Cận cũng như là về cuộc đời của Lý Cảnh á. Thì do là có rất là nhiều câu chuyện mà theo chị Hằng Mai thấy là nó về linh dị và tâm linh, chắc có lẽ là các cái bạn fan rất là thích. Thành ra là chị Mai cùng với tác giả quyết định là sẽ viết thêm một quyển ngoại văn về lời của họ nha. Tập 38, quyển 2, Quỷ Thù và Họa Linh, vị thanh một. Mấy chục năm trôi qua như chớp mắt, sau sự ra đi của Đoàn Giai Huệ, Đoàn Cận kiên quyết chấm dứt quan hệ với nhà lớn họ Đoàn. Đoàn Quân Thụy mang theo Đoàn Văn cùng cả gia tộc họ Đoàn rời về Hương Cảng. Đoàn Văn bị giam lỏng cả đời trong tổ điện, mỗi ngày đều phải chịu vu thuật trục xuất sức ảnh hưởng của Lục Gia ra khỏi tâm trí. Đến khi trong mắt có lại ánh sáng, Đoàn Văn đã là một lão già suy yếu nằm liệt trên giường. Ông run rẩy nắm tay con trai trưởng, người tuy không quá xuất sắc nhưng lại đạt được mong muốn cả đời của Đoàn Văn, nắm giữ vị trí gia chủ của Đoàn gia. Mau tìm cho ta bá bá của ngươi, đại ca Đoàn Cẩn. À mà ta đã lớn rồi, huynh ấy làm sao còn sống được. Mau tìm hậu nhân của Đoàn Cẩn. Người con trai vội xoa ngực cho ông, nhấp vào khuôn miệng già nuôi nước mẹ của Đoàn Văn và chỗ nước ấm. Đoàn Văn uống nước xong vẫn muốn tiếp tục nói tiếp. Mau tìm, chỉ có hậu nhân của huynh ấy mới là thánh nữ, họ Đoàn mới có truyền thừa. Tìm cho ta. Xin lỗi đại ca, đệ sai rồi, tha thứ cho đệ. Đó là những lời cuối cùng của Đoàn Văn trên dương thế. Vị thanh hai, ngày Đoàn Cận mất, Lê Cảnh cũng đang trọng thương hôn mê trên giường bệnh. Lê Cảnh giờ đã là ông Hai Cảnh, nằm im lặng trên chiếc giường đã gắn bó với hai người cả mấy chục năm nay. Ông đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, Đoàn Cận vẫn trẻ trung như ngày đầu tiên ông gặp, nở một nụ cười đẹp mà thê lương. Cảnh, không đến tiễn anh sao? Lê Cảnh cảm thấy toàn thân chấn động, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp, nghẹn ngào không thốt nên lời. Người đàn ông trước đưa tay xoa đầu ông, cười rạng rỡ. Không sao, anh đi trước một bước, thầy anh chăm sóc con cháu nhà mình ngang em, chúng vẫn cần em. À mày, Hằng Mai nàng cần em, nàng ấy
là thánh nữ cũng là. Kết tinh tình yêu của anh và em là cháu gái của mình. Em cũng đừng hận lão gì nữa. Em nhớ không, anh đã nói sẽ dính với em vĩnh kiếp. Đời này, anh đi trước một bước, anh sẽ đến đón em sau. Dũng cảm lên, tiểu cảnh của anh. Nói rồi, người đó cúi đầu, đặt lên môi lên cạnh một nụ hôn lạnh lẽo. Khi cạnh tỉnh lại, một mảng cưới ướt đẫm. Ông biết, người ấy đã đi rồi. Được mà mình, vậy mình đi trước. Chờ, chờ em nghe mình. Cạnh thì thầm. Đến khi ông gượng chạy được, thân xác người kia đã nằm dưới ba tấc đất. Lê cạnh thẫn thờ, ngồi bên nấm mồ cả tháng, muốn bầu bạn cùng bàn cận. Cho đến khi nghe hàng mai thở thẻ gọi: ông hai cạnh ơi, ông hai ơi. Ông mới cùng cô bé quay trở về. Mười mấy năm sau, hàng mai đã trở thành một thiếu nữ. Lê cạnh lâm trọng bệnh. Lần này ông lại mơ thấy người ấy. Người đàn ông đứng bên giường vẫn là gương mặt của tuổi 25 ngày ấy, nụ cười chàng lãng tử, đẹp như ánh trăng. Cảnh, anh đến đón em nè. Đi thôi, về nhà mình với anh nghe em. A Huệ với A Phong còn đang chờ em đó. Lê cạnh gần như không suy nghĩ, đặt bàn tay già nua của mình vào bàn tay cứng cáp của anh. Đoàn cận kéo Lê cạnh về phía mình. Khi mái tóc Lê cạnh chạm vào ngực anh, lại là Lê cạnh của năm mười mấy tuổi, khi lần đầu tiên cậu được anh ôm vào lòng. Đoàn cận hôn lên mái tóc đen của cậu thiếu niên. Về thôi, ông Trạch Đoàn gia vẫn luôn chờ phụ nhân. Vị thanh ba, năm hàng mai được vài tuổi, cô lần đầu tiên cảm nhận sự mất mát từ sâu thẳm trong lòng. Khi ấy, không ai biết được linh hồn mà người ông cô ít khi được gặp nằm trên giường, khẽ chạm tay vào trán cô nói: con nhận truyền thừa của gia tộc. Rồi ra đi. Kể từ đó, cô bắt đầu có đôi mắt âm dương. Bà nội Monique dường như rất không thích điều này. Bà cho cha cô học tập theo nền giáo dục châu Âu, nhưng ngay cả cô cũng được định hướng như vậy. Cả nhà cô đều theo đạo Thiên Chúa. Dù vậy, cô cũng không tránh khỏi sự tấn công của những thế lực vô hình. Những lúc như vậy, người bảo vệ cô là ông Hai Cảnh. Hàng mai không rõ ông có mối liên hệ như thế nào với gia đình mình. Chỉ nhớ ngày ông nội mất, ông Hai Cảnh nằm mê man trong bệnh viện với những vết thương chồng chất. Khi ông tập tỉnh về thì ông nội đã tán 3 ngày. Bà nội Monique nắm bàn tay bé nhỏ của cô giao vào trong tay ông Hai Cảnh với một ánh mắt bối rối khó hiểu. Hàng mai khi ấy đã không thể hiểu được tại sao cô luôn cảm thấy bình yên lạ lùng khi nằm trong vòng tay ông. Ông dành cả tháng ngồi bên mộ ông nội. Cô cũng thơ thẩn bên chân ông mãi trong suốt những tháng ngày đau buồn ấy. Cha mẹ bận rộn việc mưu sinh, hàng mai dường như cả tuổi thơ lớn lên bên ông Hai Cảnh và ông bà ngoại nơi căn nhà nhỏ tại ngoại ô Sài Gòn. Nỗi đau đớn trong mắt ông hai ngày ấy đều là điều mà một đứa trẻ như cô nhìn vào cũng thấy đau buốt tim. Thật kỳ lạ, trước khi lên máy bay, người cô nghĩ về lại là hình ảnh và ký ức với ông Hai Cảnh. Nhớ về hình ảnh người đàn ông già nua đã nở một nụ cười thật rạng rỡ trong phút giây cuối cùng rời bỏ nhân thế. Hàng mai lắc lắc đầu, cố xua đi những cảm xúc lưu luyến trong lòng. Cô nắm chặt tay, cầm vali hành lý, bước trên chiếc tàu bay lớn. Rời khỏi vùng đất này, cô sẽ sống một cuộc đời mới. Và bây giờ đó thì Giao Giao xin bước vào phần mở đầu đầu tiên của ngoại truyện 1 Vô Sư Kỳ Truyện. Xin mời mọi người thưởng thức nha. Đêm xuống, ánh trăng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng nhỏ đầy ấm áp của Đoàn Cận và Lê Cạnh. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người
hòa cùng với nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Đoàn Cẩn quay sang nhìn Lê Cẩm, ánh mắt sâu thẳm, chứa đầy yêu thương, như một cách chạm vào tâm hồn của người mà anh luôn trân quý. Lê Cẩm đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên như những vì sao giữa bầu trời đêm. Khi đôi bàn tay của Đoàn Cẩn nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của Lê Cẩm, một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng họ. Mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt ve đều chứa đựng một thông điệp: anh luôn ở đây, sẽ bên em mãi mãi. Bầu không khí như ngưng đọng lại, chỉ còn lại hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau trong một vũ điệu đầy say đắm. Những lời hứa hẹn, những giấc mơ được sẻ chia trong những đêm không ngủ giờ đây trở thành hiện thực khi họ tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của nhau. Khi cả hai tiến gần hơn, Lê Cẩm cảm nhận được hơi thở của Đoàn Cẩn. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền bí, như thể muốn nói rằng: mọi thứ đều xứng đáng khi có mình ở bên em. Đoàn Cẩn hôn nhẹ lên trán Lê Cẩm, rồi chậm chậm xuống đôi môi của người yêu. Đó không chỉ là đam mê, mà còn là sự chia sẻ của bờ bên. Lời hứa sẽ cùng nhau vượt mọi khó khăn trong cuộc sống này. Đôi môi Đoàn Cẩn dịu dàng để lại từng dấu hôn nở rộ như hồng mai trên làn da trắng mịn của Lê Cẩm. Dưới ánh trăng sáng, hai thân thể cuốn quýt trường trong tình yêu mãnh liệt nhưng sóng trào mãi không thôi. Giữa những cơn sóng cảm xúc, Đoàn Cẩn và Lê Cẩm đều hiểu rằng họ đã được chúc phúc và có được một tình yêu quý giá đích thực. Họ tựa vào nhau, thầm thì những câu chuyện chưa kể, yên bình trong khoảnh khắc mà chỉ riêng hai người hiểu. Trong ánh sáng tắm của đêm tối, họ cùng đắm chìm trong thế giới riêng, nơi không có gì ngoài tình yêu, sự tin tưởng và những ước mơ cùng nhau vun bồi. Trong khi Đoàn Cẩn và Lê Cẩm cố gắng xây dựng tổ ấm cho hai đứa con nhỏ của mình, họ không hề hay biết rằng bóng ma của quá khứ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của họ. Lê Cẩm, với sự nhạy cảm và hiểu biết mà cậu học được từ anh Nữ Thường Hy, cậu đã cảm nhận được những dấu hiệu kỳ lạ trong ngôi nhà. Cảm giác như có ai đó đang thầm lặng quan sát họ. Nhưng tình yêu của Đoàn Cẩn dành cho cậu như một ngọn đăng luôn thắp sáng niềm hy vọng những lúc giáp hiểm nguy đang rình rập trong bóng tối mờ ảo của mảnh vườn nhỏ hoa vạn đình đứng đó, hay nói đúng hơn là bay ra lượn nơi góc vườn, nhìn vào căn phòng ấm áp, khung cửa sổ có cái chuông gió đang rung động kia. Linh hồn với hình dáng áo quần rũ rượi, để lộ sợi dây treo cổ sần sùi lòng thòng bên người, như một lời nguyền rủa chờ đợi ả đúng sâu. Nhìn cặp đôi Đoàn Cẩn và Lê Cẩm bên nhau, ả cảm thấy hận thù như một dòng nước lũ cùng cuộn, muốn nuốt chửng mọi thứ, nuốt chửng linh hồn ả. Họ như những ngôi sao gắn kết trong bầu trời yên bình, còn ả chỉ là cái bóng mờ trong góc tối, khao khát chiếm hữu thứ tình yêu ngọt ngào mà ả chưa bao giờ có được. Tại sao trái tim của Đoàn Cẩn lại dành cho tên con trai tựa tên linh kia? Ẩn mình trong bóng tối, ả nhìn thấy tình yêu của Đoàn Cẩn, người mà ả khao khát biết bao, đang cuốn quýt bên Lê Cẩm. Cảm giác hận thù như những mảnh vỡ sắc nhọn xé toạc trái tim ả, nhưng lại không thể ngăn cản được tình yêu say đắm mà ả dành cho anh. Càng đắm chìm với khao khát của chính mình dành cho Đoàn Cẩn, ả lại càng ghen tị điên cuồng với đôi da quá yêu nghiệt của Lê Cẩm. Ghen với tình yêu và sự bảo bọc mà cậu có được từ Đoàn Cẩn và Đoàn Gia, ả lẩm nhẩm: phải rồi, ta phải hủy hoại Lê Cảnh, hủy hoại đôi mắt đào hoa câu hồn kia, phải cào đứt làn da sáng bóng kia. Như vậy Đoàn Cẩn sẽ không yêu hắn nữa. Phải nên như vậy, phải nên như vậy. Mỗi lần nhìn thấy
Đôi chồng chồng đang ân ái cuồng nhiệt, lòng ả lại như bị ai đó siết chặt, đau đớn không thể thốt nên lời. Bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Ngươi muốn hắn sao? Khao khát tên đàn ông đoạn cẩn kỳ lắm hả? Khi khế ước bắt linh hồn ngươi cho ta, ta sẽ đem hắn đến cho ngươi, mặc cho ngươi dậy giờ như thế nào cũng được." Giọng nói kia như một lời mời gọi đầy cám dỗ, khơi dậy ham muốn chiếm đoạt và sự tham lam trần trụi trong sâu thẳm linh hồn ả. Ả lắc lư cái đầu gần như đang gãy ngang, dùng một tư thế kỳ dị xoay từ từ, nhìn xoáy vào đôi mắt đen ngòm của ả quỷ tân đương áo đỏ kia. Khóe ả dần nhếch lên rồi cũng cười hả hả: "Được, ta đồng ý, thưa chủ nhân." Giữa lựa chọn ác quỷ và ánh sáng, ả đã chọn bóng tối hắc ám. Khao khát bệnh hoạn chiếm đoạt đoàn cận đã đẩy ả lún sâu vào bực thẳm của sự hủy diệt. Chào mọi người, Gia cũng rất là vui là tuần vừa rồi khi mọi người mở bán quyển 2, lần đầu tiên là mở bán sách in quyển 2, thì được rất là nhiều bạn độc giả cũ mới cũng đều có hết ủng hộ rất là nhiều, và đó là một cái niềm vui rất là to lớn cho ban biên tập và Giao Giao cũng như là chị Hằng Mai nha. Quyển sách của mình á, mọi người đều nghĩ là một cái dự án nhỏ mà thôi, nhưng mà lại được rất là nhiều bạn yêu mến, cho nên là Hằng Mai cùng Giao Giao và ban biên tập rất là vui, cũng như là cũng xin gửi lời cảm ơn của tác giả Hiên và cảm ơn sự yêu mến của các bạn độc giả và các bạn fan đã dành cho Trường Tác Thứ Niên Hoa nha. Một lần nữa Giao cũng xin được trẻ rằng là cái tài khoản Momo thì vẫn cứ tắt ở trên, để cho các bạn nào có muốn ủng hộ cho dự án này và những bạn tất niên cho ban biên tập đó, thì mọi người có thể là đứng vào đó để mà donate cho ban biên tập và các bạn tất niên nha. Thứ hai nữa rằng là cái link đặt sách thì như Giao nói ở tập trước thì sẽ luôn đặt ở trong cái màn hình, cái khung màn hình này, để cho mọi người biết cái nơi đặt sách và mọi người có thể vào đó đặt sách cũng như là để xem truyện online. Tao cũng xin được chia sẻ luôn rằng là truyện online á sẽ được mở và đã được mở rồi đó mọi người, nhưng mà những tập truyện online thứ nhất á là sẽ được beta lại một cách ngắn hơn, vì truyện in nó rất là dài và nó ngắn hơn và nó sâu, nó sát hơn với cái nội dung của tập truyện. Cái thứ hai nữa rằng là nó sẽ được cập nhật trễ hơn chút xíu, trễ hơn cái bạn đọc truyện in á, bởi vì hiện tại thì mình vẫn đang ưu tiên dành cho bạn đọc giả sách in nha. Còn sách online thì mình sẽ từ từ mình cập nhật từ từ, bởi vì nó rất là dài. Bây giờ thì trong cái phần thu âm và cái phần những cái tập video tiếp theo của bên kênh YouTube thì Giao sẽ diễn đọc những cái trích đoạn của phần ngoại văn. Thì về phần ngoại văn thì Giao nghĩ là ta sẽ được đọc đầy đủ hơn từ A đến Z, cho mọi người có một cái thâu hơn theo yêu cầu mọi người cuộc đời của đoàn cận và lê cảnh, và về những tập truyện thiên và linh dị. Ta xin cảm ơn mọi người vừa qua ủng hộ rất là nhiều cho cái việc phát hành sách bình tập đó. Cái thứ hai nữa rằng là cảm ơn mọi người đã luôn chia sẻ từ khi mà khởi động dự án lại từ tháng 6, thì mọi người hiện tại là kênh Facebook là đã được gần 100.000 lượt follow, tức là Gia không nhớ không lầm là khoảng 92.000 bao nhiêu đó, thì Gia không nhớ rõ con số, và kênh YouTube thì cũng được hơn 50.000, cũng như là hiện tại thì bắt đầu mình vừa thứ sáu tuần trước là mình vừa cho online lại website Trường Tác Thứ Niên Hoa để mà có một cái giao diện mới với nhiều thông tin thú vị hơn ở bên trong, thì mời mọi người cùng ghé vào đó để mình giao lưu và mình sẽ ở cái phần mà vua điện hội, mọi người thấy là ở đó có một cái phần là kêu gọi các bạn trẻ, nếu các bạn có cái khả năng viết lách đó thì các bạn có thể tham gia vào và gia vào những cái trích đoạn truyện ngắn viết về Trường Tác Thứ Niên Hoa hay là những cái cảm nhận các bạn đó, thì có hay ở chỗ là có cái phần quà nhuận bút. Thật ra không phải con số lớn nhưng mà cũng không có nhỏ. Mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là hay và nó sẽ là một cái nơi giao lưu của những cây bút mà trẻ và có cái niềm đam mê. Tuy nhiên thì mình cũng chưa phải nhà văn, thì đây nó cũng sẽ là một cái nơi để mình tụ hội lại giao lưu và cũng có thể là chia sẻ cái đam mê viết về linh dị, viết về những cái loại mà tương tự như Trường Tác Thứ Niên Hoa nha.
trơ dành cho cái sự chia sẻ hai chiều từ phía về đọc viên cũng như phía các bạn độc giả, thính giả và fan đến cho mọi người nha. Thì Giao xin được cơ hội này thông báo cho mọi người như vậy. Giao xin cảm ơn ủng hộ của mọi người. Mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bằng cách là những like, những comment, nhất là lượng nhiều hơn nha. Thì này thì bên mình sẽ cố gắng up bài nhiều hơn bên cái trang cộng đồng của YouTube. Vì trước đó thì bên mình cũng dùng YouTube như một kênh chia sẻ cái link video thôi. Min á không có up nhiều bài bên đó. Thì từ bây giờ thì đặc biệt sẽ cố gắng up bài nhiều hơn ở bên đó nha mọi người nha. Thì mọi người cố gắng là nhấn like, rồi nhấn cái tim này, chia sẻ và cũng như là nhấn đăng ký YouTube, follow kênh Facebook cũng như là vào cái trang Sự Thật Hơn Liên Hoa.com để mà có thể giao lưu cùng mọi người nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ, bình an và ấm áp.